xin kính chào quý vị và bà con. Những ngày này, cả trên đất liền và trên biển phía Nam đều có mưa rông mạnh. Nguyên nhân gây mưa đó là bởi giải hội tụ nhiệt đới đang nằm vắt ngang qua khu vực này, tạo điều kiện để mây rông phát triển và gây mưa trên diện rộng. Giải hội tụ hoạt động mạnh nhất là vào buổi chiều và chiều tối, cho nên đây cũng là thời gian mưa nhiều. Dự báo chiều và đêm nay, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, với lượng mưa phổ biến là từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa vừa mưa to, lượng mưa là từ 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 60mm trong vòng 24 giờ. Trước khi có mưa, chiều nay hầu khắp Trung Bộ trời vẫn nắng, nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đồng loạt là 34 độ, còn từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết cao nhất 32-34 độ. Giải hội tụ nhiệt đới cũng sẽ gây mưa dông mạnh cho vùng biển từ Bình Định vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa trong chiều và đêm nay. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Bà con cần lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn. Còn vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay thời tiết tốt, trời nắng, gió không quá cấp 4 với sóng cao dưới 2 mét. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.